Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Vinh, Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức chương trình gặp gỡ địa phương ngoại giao đoàn năm 2015 khu vực Bắc Trung Bộ. Chủ trì hội nghị có đồng chí Hồ Xuân Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ngài El Hossein Fardani, Đại sứ Maroc, trưởng ngoại giao đoàn, đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chương trình còn có sự tham gia của gần 200 đại biểu là đại sứ đại biện, các nhà ngoại giao của 33 quốc gia, tổ chức quốc tế tại Hà Nội và đại diện 6 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, các doanh nghiệp. Chương trình gặp gỡ địa phương ngoại giao đoàn năm 2015 là một trong những sáng kiến và nỗ lực của Bộ Ngoại giao nhằm kết nối ngoại giao đoàn với các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ. Tiếp nối thành công của 3 lần tổ chức trước đây, chương trình gặp gỡ địa phương ngoại giao đoàn năm 2015 được lựa chọn và tổ chức tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An sẽ tạo điều kiện cho các địa phương quảng bá tiềm năng, thế mạnh và thiết lập các mối quan hệ với các cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam, tranh thủ mọi nguồn lực, góp phần thiết thực trong quá trình chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện của 6 tỉnh Bắc Trung Bộ. Sáng kiến này đã được Đại sứ quán và các nước đánh giá cao. Việc tổ chức chương trình gặp gỡ địa phương ngoại giao đoàn này không chỉ tạo cơ hội cho các bạn quảng bá, giới thiệu tiềm năng ở các lĩnh vực, nó còn là cơ hội cho chúng tôi tìm hiểu, nhất là các doanh nghiệp của nhiều quốc gia, có thêm những thông tin về đầu tư, mở rộng đầu tư kinh doanh. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi chia sẻ những kinh nghiệm trong liên kết phát triển kinh tế một cách bền vững, nhất là đối với một khu vực có nhiều tiềm năng như khu vực Bắc Trung Bộ. Trong khuôn khổ của chương trình hội nghị, các đại biểu đã tham dự thảo luận 4 vấn đề trọng tâm. Tiềm năng liên kết kinh tế vùng Bắc Trung Bộ và nâng cao sức cạnh tranh của vùng là một trong các chủ đề nhận được sự quan tâm của các diễn giả. Nghệ An, thành phố Vinh là địa phương có nhiều tiềm năng về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, nguồn nhân lực và hạ tầng cơ sở, được định hướng trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, tài chính, thương mại của Bắc Trung Bộ theo nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường cũng khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc tạo mọi điều kiện thuận lợi và mong muốn đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp nước ngoài cùng hợp tác đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng cơ sở, công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực. Qua cái hội nghị này thì rất nhiều nhà ngoại giao, rất nhiều đại sứ quán người ta đánh giá rằng là nếu chúng ta cứ tổ chức phát huy những cách làm như thế này thì chúng ta sẽ tạo được một cái sự liên kết giữa các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ, mà trong đó Nghệ An là một trong những trung tâm về kinh tế, về văn hóa, về xã hội, về các cái lĩnh vực tài chính, ngân hàng vân vân, thì có thể nói là đã giúp cho tỉnh chúng ta một cái khả năng về cái đầu tư rất lớn trong thời gian sắp tới của các nhà đầu tư ngoài nước về với Nghệ An chúng ta, và họ sẽ đầu tư nhiều làm cho tỉnh ta ngày càng phát triển. Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Viết Hồng đã chia sẻ những kinh nghiệm của Nghệ An trong phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao và nâng cao chuỗi giá trị nông sản. Với thành công của dự án chăn nuôi bò sữa quy mô công nghiệp tại huyện Nghĩa Đàn, rồi các dự án trồng và chế biến chuối theo công nghệ nuôi cấy mô, sản xuất chanh leo, dự án sản xuất rau củ quả ứng dụng công nghệ cao đã từng bước khẳng định được hướng đi có hiệu quả của tỉnh. Nhiều đại biểu đã đánh giá cao kết quả và hướng đi mang tính bền vững của Nghệ An, đồng thời chia sẻ một số kinh nghiệm để Nghệ An thúc đẩy và phát triển mạnh hơn nông nghiệp công nghệ cao và định hướng cho xuất khẩu. Về vấn đề phát triển khu kinh tế ven biển và khu kinh tế cửa khẩu, thách thức và cơ hội phát triển và bảo tồn giá trị văn hóa trong mối quan hệ với phát triển du lịch bền vững, đại diện của các nước, tổ chức quốc tế đã khẳng định, để có hướng đi hiệu quả, không chỉ tăng cường liên kết trong nội vùng khu vực Bắc Trung Bộ, bản thân các địa phương cũng cần nắm bắt cơ hội để hợp tác với các nước trong khối ASEAN, chủ động mở rộng hội nhập quốc tế, không ngừng cải cách thể chế, đổi mới, cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, giữ gìn giá trị bản sắc văn hóa của mỗi vùng. Trên kinh nghiệm của ba cái cuộc hoạt động lần trước, thì chúng tôi mong muốn là cuộc gặp lần này sẽ đạt cái hiệu quả cao hơn. Và đúng như là cái mong muốn của chúng ta, thì cái sự phối hợp giữa Bộ Ngoại giao và giữa với tỉnh Nghệ An có thể nói là đã rất là chặt chẽ, rất là chu đáo, từ khâu chuẩn bị chương trình
cho đến việc mời các đại biểu của các đại diện của các nước, các tổ chức quốc tế, cho đến cái phiên thảo luận của hội nghị, có thể nói đều rất là tốt, đều rất là hiệu quả. Chúng ta thấy là cái không khí hội nghị rất là sôi nổi, đặc biệt là những cái ý kiến của các bạn bè quốc tế đóng góp rất là nhiều, cả về kinh nghiệm của bạn cũng như là những cái gợi ý cho chúng ta về cái phát triển, từ cái phát triển công nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, rồi phát triển du lịch vân vân, thì tôi cho là rất là thiết thực đối với chúng ta. Bắc Trung Bộ là khu vực có vị trí chiến lược, điều kiện tự nhiên thuận lợi và giàu tiềm năng phát triển. Đây là vùng chuyển tiếp quan trọng giữa vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Hệ thống cơ sở tầng và giao thông thuận lợi, nguồn nhân lực dồi dào. Đây còn là mảnh đất có những nét đặc thù về tự nhiên, văn hóa và con người, có tiềm năng lớn về du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch văn hóa, với những di sản thiên nhiên và văn hóa được UNESCO công nhận. Với những cơ hội mới được mở ra từ chương trình gặp gỡ địa phương ngoại giao đoàn năm 2015 sẽ là điều kiện thuận lợi để các địa phương vùng Bắc Trung Bộ đẩy mạnh tốc độ phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng.